Audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 28 Tết, là ngày cuối năm anh em sum họp quây quần bên gia đình. Chúc anh em có một ngày, những ngày cuối năm thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, đầy tình yêu thương bên gia đình. Hôm nay cửa hàng chúng em giới thiệu đến quý vị một đôi loa Sony G5 đến từ Nhật Bản, là một trong những dòng huyền thoại của dòng của hãng Sony. Loa được sản xuất vào năm 1977, sở hữu bass 30 cm, một chung đơm và một chép đơm. Loa này là Sony G5A. Lát nữa em sẽ phân tích tại sao là Sony G5 và Sony G5A nha, cho các bác rõ khỏi gây hiểu lầm. Thật sự thì cái dòng G5A này nó ngon hơn G5 á anh em. Nó sở hữu bass 30 cm, chung đơm và một chép đơm, và kích thước chiều cao của nó là 72, chiều ngang là 42 và chiều sâu là 35 cm. Lò rất nặng nha, thùng gỗ lạng rất nặng. Dòng lo này thì bóp nó giỏi bơm thì anh em cũng đã biết rồi ha, quá nổi tiếng rồi. Anh em, rất nhiều anh em dùng loa này để karaoke vì nó rất là hay, chung lớn, chép rất là hay, chi tiết nó bạch, bass thì nặng, đánh bass rất hay, hát khỏi súp. Và em cũng xin giải thích thêm tại sao có G5A và G5 nó có cái sự khác nhau đó anh em. Sony G5, anh em, nó chỉ khác một điểm duy nhất ở cái nội thất thôi. Anh em tháo loa Sony G5 ra, cái củ bass của nó, bass của nó là từ móng ngựa nha anh em. Mà Sony G5A này củ bass của nó là từ tròn, 500 tròn, rất là to. Và cái con loa của dòng Sony G5A này nó sẽ lớn hơn dòng Sony G5. Tiếng bass của nó đương nhiên là nó sẽ lực hơn, đánh lực hơn và sâu hơn, cái chuyện đó thì đương nhiên rồi vì nó to hơn. Và cái 500 tròn á thì bass lúc nào nó đánh cũng sẽ hay, ngon hơn là cái 500 móng ngựa. Anh em nào thích nghe bass thì cái 500 tròn là một cái sự lựa chọn rất là hay. Còn móng ngựa thì đánh những dòng hạt nhẹ bass thì nó sẽ hay hơn. Còn anh em nào thích nghe bass thì chọn những dòng 500 tròn này, sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Ngay cả những mức volume rất nhỏ, tiếng bass nó thể hiện cũng rất tròn, rất đầy. Lo nguyên zin nha. Thùng gỗ lạng. Sony.
chỉ có đôi ta. Bị chó nha, chứ không bị gì trơn nha. Bass đánh cực tốt luôn anh em. Rồi trong phòng này nó có nhiều đồ vật màu vàng quá cho nên nó chó. Bass đánh cực kỳ hay không anh em, nhạc nền. Anh em ghép cái vang vào là karaoke thoải mái. Cực kỳ hay luôn. Và đôi loa này trong những ngày giáp Tết thì em bán với giá là 7.200.000 đồng, ship toàn quốc và không bao phí ship. Anh em nào ở từ vùng Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt, Đắk Lắk này nọ thì có thể nhận hàng trong Tết nha. Hôm nay 28 rồi, em gửi hàng thì 20 chiều 29 hoặc là sáng 30 anh em nhận được hàng. Còn đối với anh em thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thì nhận hàng trong vòng ngày mai thôi. Trong vòng sáng mai là nhận được. Rất là nhanh. Còn anh em miền Bắc thì chịu khó chắc phải đợi sang Tết em mới ship được. Anh em muốn lấy loa thì chuyển cọc trước nha. Em nhận cọc thôi chứ không có nhận gạch nha. Anh em nào mua thì chuyển cọc cho em sẽ giữ qua Tết rồi anh em chuyển đủ cho em, anh em sẽ gửi hàng. Rồi em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem được những sản phẩm mới nhất của cửa hàng chúng em đăng tải lên. Và nhấn subscribe, chia sẻ nhiều đến mọi người để giúp cửa hàng chúng em có nhiều động lực làm thêm nhiều những cái clip test gửi đến anh em. Xin cảm ơn anh em.